để cả nhà sum họp và hứa sẽ lo lắng và không la gầy con nữa. Chị thẳng thắn chị chia sẻ tới con đây, của em mình đi. Cũng xin chân gọi tên con ra. Quỳnh Thị Như Ý, mẹ mong con quay về gia đình, cha mẹ đang mong chờ. Mẹ với cha nhất không bao giờ là con gì nữa, phải thương yêu con. Mẹ đang mong chờ con về dữ lắm. Dạ vâng, em chào anh chị nha. Dạ. Dạ vâng, thì anh chị hôm nay về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Dạ em nhờ đội hiệp sĩ anh Hải tìm cái giúp em miếng gậy bỏ nhà đi. Tìm con đúng không ạ? Dạ. Dạ vâng, em xin phép được hỏi chị tên là gì? Em là Lâm Thị Tính. Chị đến từ đâu? Kiên Giang. Ở Kiên Giang ha. Dạ. Còn anh tên là gì? Quỳnh Vĩnh Phúc. Anh đến từ Kiên Giang luôn ha. Giang. Đây là hai vợ chồng ha. Mình là cha mẹ của bé hết đúng không ạ? Dạ. Dạ, em xin phép được chuyện trò với chị trước ha. Dạ. Thì sự việc con của nhà mình bỏ đi như thế nào? Bé tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Bé tên Quỳnh Thị Như Ý. Dạ. Sinh năm 1 tháng 12 2007. Dạ. Bỏ đi thì đúng từng nay rồi. Là từ ngày nào ạ? Ngày 5 tây tháng 3. Bỏ đi từ ngày mùng 5 ha. Dạ. Tức là hôm nay là ngày 12 rồi. Thì cũng đã được một tuần, hơn một tuần rồi ha. Thì trước khi bỏ đi thì anh chị có la giày gì bé không? Dạ có. La nhiều không ạ? Dạ cũng la vụ học thôi à. Vụ học ha. Con nhà mình là năm nay là mười mấy tuổi? 16 tuổi. 16 tuổi. Dạ. Đang học lớp mấy ạ? Đang học lớp 9. Học lớp 9 ha. Dạ. Và là thường xuyên la giày hay là lâu lâu mới la? Lâu lâu mới la. Những lần la đấy con nhà mình buồn không? Cũng buồn. Có tác động vật lý tay chân không? Nhiều khi em dẫn thì em la vô lo cho con nó học thôi. Vì việc học của con đúng dạ. không ạ? Cả anh và chị có tác động tay chân đến con không? Nhiều khi em dẫn thì em có đánh bạc hay bạc tay thôi. Có đánh con đúng không ạ? Dạ. Trong suốt quá trình từ cái ngày mà con lớn cho tới bây giờ thì mình đánh bao nhiêu lần? Nói chung cũng ít có đánh lắm. Một mình chị hay là cả chồng chị đánh? Dạ em. Dạ. Có mình chị thôi ha. Dạ, ở lên đây là anh chị cứ phải chia sẻ thật lòng. Mình không có giấu giếm điều gì hết. Để mà biết được những cái thông tin để mà giúp cho việc con nhà mình trở về dễ hơn ha. Thì trong cái quá trình mà trước, cái thời điểm một tuần trước bé bỏ đi thì sau khi như chị chia sẻ là chị có la giày đúng không ạ? Là về việc học. Dạ. Là bé học hành như thế nào ạ? Dạ bé nó cũng bây giờ nó cũng không chịu học nữa. Nó đòi xin cha xin mẹ là xin ở riêng để nó tự lập. Nhưng mà mẹ nói là con nó ra học nó hết lớp 9 đi. Có đi làm thì mẹ cũng cho đi làm. Dạ. Nhưng mà nó kêu là thôi mấy lần nó sai thì la nó cũng hứa là thôi gắng hết học 2 tuần nữa, 2 tháng rưỡi nữa là hết hè. Thế lý do gì mà bé lại phải xin để mà ở riêng để tự lập? Điều kiện kinh tế nhà mình như thế nào? Nói chung là cũng lo cho con học được. Nhưng mà đi học chắc nghe lời bạn bè, đi làm kiếm tiền này kia nọ gì đó. Dạ. Dạ, bé có đi học có trưng diện không? Dạ không. Có son môi không? Dạ không. Có sử dụng điện thoại thông minh nhiều không? Điện thoại thì ở nhà mẹ chỉ cho chơi được tiếng nhất chiều tối thôi. Cái tình trạng học lực của bé tốt hay là kém hay là khá chị? Nghe bé nói là chắc học năm nay hơi yếu. Nghe thôi ha. Dạ. Chứ mình không có nắm bắt được ha. Dạ. Mình không có theo dõi cái tình trạng học hành của con cái mình luôn ạ. Nếu dạ. mà con cái mình học hành thì mình là phụ huynh thì mình phải biết vấn đề đó rõ nhất. Tại vì mình sẽ có liên lạc với lại cô giáo chủ nhiệm. Cũng như mình đi họp phụ huynh. Phụ huynh trong nhóm đó là chỉ có cha là thường xuyên theo dõi con. Tức là có chồng của chị thôi. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. Em mời chị chia sẻ tiếp đi. Cho nên bây giờ con nó đòi đi làm tự sống tự lập. Em á mới phiên là thôi con gắng học hết lớp 9 đi. Dạ. Muốn đi làm á thì mẹ sẽ xin việc cho con làm. Nhà rồi... mình được mấy người con chị? Dạ, 2 đứa. Và bé bỏ đi đây là bé lớn hay bé nhỏ? Bé lớn. Bé lớn ha, còn bé nhỏ là bao nhiêu tuổi ạ? Bé nhỏ 10 tuổi rồi. Trai hay gái chị? Gái. Cũng đang học lớp mấy ạ? Lớp 4. Học lớp 4. Học lớp 4 ha. Dạ. Dạ. Thì cái tình trạng mà bé nhà mình học hành như chị chia sẻ là chị không có giám sát được đúng không ạ? Đúng không ạ? Mình không có thể biết được cái lực học của bé như thế nào đúng không ạ?
và mình không có biết được cái tình trạng của bé học hành ra sao. Chỉ có, như chị nói là chỉ có chồng chị biết thôi đúng không ạ? Em cũng biết là đi học thì buổi trưa nó ở bán chú ở trường. Tức là chị chỉ có biết là con nhà mình đến trường và lúc con nhà mình về nhà là về nhà thôi, còn không biết là bé đến trường bé có vào lớp học hay không thì chị không biết đúng không ạ? Dạ không, nhưng mà miễn mà có vấn đề trốn học á thì nhà trường không dạ bán. Dạ đúng, thì tất nhiên rồi, cái điều đó là tất nhiên, khi mà bé mà không tới lớp học thì tất nhiên cô giáo chủ nhiệm cũng như là cô giáo ở trường, nhà trường sẽ liên hệ trực tiếp tới phụ huynh. Thì mình cũng không có nghĩ là con nó như thế đó. Dạ. Cho nên sáng thì có dẫn đưa đi học bình thường, chiều đôi khi về sớm cũng có lại rước. Dạ. Nhiều khi không có thời gian. Khi mà thì... con về nhà, chị có kèm cặp cho con nhà mình học không? Có thường dạ, xuyên có. Tâm sự với con không? Dạ, có cũng không vẫn ạ? Có nói con ở học như thế nào rồi, hoặc là con chọn tập chọn giỏi học hành như thế nào. Cứ nói là chị có biết rằng con nhà mình muốn gì và cần gì không? Thì cháu nó mới cách đây cỡ mấy tuần nay là cháu nó đòi ở riêng. Ở riêng? Tự sống tự lập. Nó nói mẹ ơi bây giờ học hành con năm nay chắc yếu, con không lên được lớp 9. Khả năng con chắc không lên được lớp 9 đâu. Con muốn đi ra ngoài con sống tự lập. Là bé chỉ việc học thôi hay có làm thêm công việc gì dạ phụ không. Gia đình không? Cha mẹ cũng cầu mong cho con đi học thì thôi. Dạ, không. Là mình học, đấy là học ở quê hay ở đâu ạ? Đang học ở trường Nguyễn Văn Tiết á. Nguyễn Văn Tiết ở đâu chị? Ở Lấy Thiêu. Là học chợ. Ở Lấy Thiêu, Bình Dương ha. Dạ. Tức là gia đình nhà mình quê thì ở Kiên Giang đúng không ạ? Chuyển lên đây học được. Nhưng mà lên Bình Dương để mà lập nghiệp. Dạ. Và tạo điều kiện cho con học hành là ở Lấy Thiêu. Dạ. Bình Dương. Thì con đi học về con có hay đi chơi không? Dạ không, ít lắm. Tối con học bài rồi có hay sử dụng điện thoại thông minh không? Chỉ tối thỉnh thoảng là cho chơi được tiếng hồ điện thoại. Chơi đấy là chơi cái gì ạ? Em cũng không có kiểm soát được cái đó. Không kiểm soát được hả? À? Dạ. Là không biết cứ được. Cứ nghĩ là con nó chơi vấn đề game mấy đồ thôi chứ cũng... Bé nhà mình có xài Zalo, Facebook hay là TikTok, chơi TikTok gì không ạ? Dạ thường xuyên là thấy nó chơi TikTok thường chứ mà nó coi trên TV á là xe đồ đó. Xe đồ. Dạ. Dạ. Còn như mà Zalo thì nó giấu, cha mẹ nó không cho biết. Không cho biết tức là dạ. Bé vẫn có sử dụng. Dạ, sử dụng Zalo là cái gì? Cái nick là Đậu Tư Hí á. Đâu là Facebook. Facebook ha. Facebook mà tại vì cha không có cho chơi, cha không có cho chơi xài Facebook. Chơi về xài Zalo thôi. Dạ. Nhưng mà cháu á nó chơi lén. Dạ, nói chung nó là về cái việc mẹ. Mà kìm cặp con nhà mình cũng như là quan sát thì gia đình nhà mình vẫn chưa chắc được mấy đúng không ạ? Có bao giờ mà con nhà mình, con của chị tâm sự với chị mẹ ơi con muốn cái này con muốn cái kia không? Có không? Dạ có, thỉnh thoảng là đòi mua cái này cái nọ hoặc là nghỉ học rồi đi làm gì đó. Nhưng mà em cũng vẫn khuyên là thôi con còn nhỏ lắm. Mình chỉ nói nhỏ nhẹ thôi hay là mình la con dạ, lớn? Cũng có nói hơi lớn tiếng. Lớn tiếng và dạ. Cái những cái lần đấy thì có tác động vật lý đến con không? Có, dạ không. Có đánh con gì không? Ít lắm. Không ha. Rồi khi mà con nhà mình đi thì có đem theo phương tiện tài sản gì đi không? Quần áo gì không? Dạ lúc chủ nhật đi á là điện năng nỉ về, điện mà chuông đổ không mất máy. Tới hồ á, ngày hôm sau thứ hai thì đây đi làm hết. Nhắn là thôi con về đi nấu cơm ăn giúp mẹ cho em ăn. Cha mẹ mất thân ca rồi, muốn về được. Nghe được tin nhắn nói cái về gom đồ. Con bé nhỏ ở nhà, cái nó gom đồ xong rồi mấy người đó điện cho về. Thì về chưa có kịp nữa thì gom đồ rồi phá cửa ngoài nó kêu mở cửa. Không mở cửa là một là con bé nhỏ trong chết, hai là nó chết, nó cầm dao nó hù vậy đó. Ai cũng sợ đó, bỏ dao mở cửa ra rồi nó đi tới giờ. Em tìm, gặp. Tức là cái lúc mà khi chị nghe được tin đấy về đúng không ạ? Dạ. Thì chị khóa cửa lại là nhốt con nhà mình trong phòng. Mấy người hàng xóm á. Mấy người hàng xóm. Dạ. Như thấy nó gom đầu đi rồi mấy người lần khóa cửa đừng cho nó đi ra. Giữ điện nó cho lại mẹ á. Nó về giữ nó lại á. Mà em về chưa kịp nữa thì nó hù vậy người ta ở ngoài. Sợ đúng rồi. Người ta mở cửa là nó đi luôn à. Chị biết có biết được cái lý do nguyên nhân gì mà dẫn đến tình trạng con nhà mình như vậy, bỏ đi như vậy không? Thì như em nãy giờ em nói đó. Anh ý kiến anh nói đi. Không, từ từ em nói chuyện với chị trước rồi em sẽ hỏi với hỏi chồng chị sau. Là chị vẫn chưa biết được lý dạ, do thực sự đúng không? Chưa biết lý do nó đi. Sáng ngày lại đó là nghe đó là cha hỏi cha là cháu đi đâu.
anh nói cha bé ý nói là hồi tối có la nó mấy câu cái gì đó trước cái ngày mà bé bỏ đi là tối chồng của chị có la đúng không? Dạ. Dạ, tí nữa em sẽ chuyện trò với chồng của chị sau. Dạ. Ở cái tuổi của con nhà mình là cái lứa tuổi mới 16 tuổi, bé đang còn ngồi trên ghế nhà trường, mới học lớp 9. Cái lứa tuổi của bé thật sự là rất hiếu động và dễ bị ảnh hưởng ở tác động ở môi trường bên ngoài chị nha. Dạ. Và đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gia đình nhà mình như chị chia sẻ thì ít quan tâm. Không phải em chê trách gì gia đình nhà mình, nhưng mà gia đình nhà mình vẫn chưa thấu hiểu được bé, đúng không ạ? Và vẫn chưa có một cái phương pháp để mà dạy dỗ cũng như là nói cho bé hiểu hơn. Như chị chia sẻ thì bé cũng đã từng tâm sự với chị muốn ra để mà ở riêng lập nghiệp, đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà mẹ chưa đồng ý tại vì con em còn biết nhỏ. Em biết vấn đề em đang nói ở đây là em mong các bậc phụ huynh, không riêng bản thân chị mà các bậc phụ huynh khác quan tâm con nhiều hơn và không dùng gọi là đánh đập con để mà mình làm cho con nó sợ. Mình dạy con có nhiều cách, không nhất thiết phải dùng tay chân. Mình có thể nói cho bé hiểu, tuổi đời của bé còn nhỏ. Khi mà bé mà bị kiểu bị mẹ la mắng như thế cũng ảnh hưởng rất là lớn tới tâm lý. Cũng do là gia đình nhà mình điều kiện hơi khó khăn, mình đi làm tối ngày đúng không ạ? Yeah. Ít có thời gian để mà quan tâm con, đúng không ạ? Dạ rồi thì em xin phép nói chuyện với chồng của chị nha. Yeah. Dạ chào anh một lần nữa, anh có thể giới thiệu lại họ tên anh là gì? Mình là Quỳnh Minh Phúc. Dạ anh đến từ Kiên Giang và lập nghiệp hiện tại ở Bình Dương. Lái Thiêu ha? Lái Thiêu hay gì anh? Lái Thiêu. Thì cái sự việc câu chuyện con nhà mình bỏ đi thì nãy giờ vợ anh chia sẻ rồi, thì anh có bổ sung thêm cái thông tin chi tiết gì không? Theo như anh con nhà mình như thế nào? Bé có ngoan không? Nó thì cũng đôi lúc thì nó lì thì nó ấy, nó cũng bình thường thì nó nói thì nó cũng nghe. Nhưng mà cái là đi học á, bữa đó chả tức chả la là tại vì là nó sáng đó là nó thứ bảy nó là đi học ở trường. Nhưng mà cha nhắn tin với cô là cô nói là bữa nay không có giáo viên nào mà có môn học để mà ấy hết, là chiều về là cha mới tức, tại vì sao không học sao không về nhà, nhà cha có mà cỡ camera không thấy con về đó. Chiều về mà tới chiều nó mới về, cha mới tức, cha mới la đó. Có anh có đánh con không? Có đánh nó một hai bạt tai. Tại vì đi bữa đó xong rồi nó về nhà chơi tới 9-10 giờ, thường thường là 8 giờ mấy là về nhà rồi, là vô ngủ rồi. Rồi bằng ngày đó thì cha không nói đi. Rồi tối thường đi qua nhà bạn chơi đó tới 9 giờ mấy mới về, cha điện mới về. Lúc đó cha mới tức, tại vì ở cái lỗi là chắc nguyên một ngày đó không học rồi đi chơi rồi, cha không nói rồi. Rồi tối thường thường là 8 giờ 8 rưỡi là hai chị em ngủ rồi, không có thức khuya. Nó cha tức đó, cha la, cha tán hai bạt tai. Hai bạt tai. Bé khóc không? Không. Bé đau không? Nó bình thường à. Tán xong anh cảm thấy đứt ruột không? Thì đó. Xót không? Thì mình cũng đứt giận thì mình đánh gì thôi. Chứ cha mẹ nào mà không rất xót, đúng xót không? Mà mình khi mình tức giận á. Anh nếu mà cuộc gọi quan trọng thì anh nghe không thì anh tắt hộ chuông giúp em nhé. Nhưng mà khi mà đánh xong thì anh có cảm thấy rằng anh hối hận? Thì mình đánh xong thì mình cũng biết là như là con người lớn nhưng sai mà, nhưng mà thì mình đánh thì mình cũng biết thương con nhiều, thương con mà không biết nói sao đây. Lúc mà không nhất thiết là phải dùng đến tay chân đúng để rồi mà dạy con, đúng không ạ? Ở đây là em góp ý thôi chứ em không phải là em dạy đời gì hết, nên mong anh chị thông cảm cũng như quý cô chú anh chị thông cảm giúp em. Tại vì lứa tuổi con nhà mình còn rất bé, 16 tuổi, cái tuổi này thật sự rất là ngang ngược. Tuổi này rất dễ bị ảnh hưởng tới tinh thần và ảnh hưởng ở môi trường mạng xung quanh, môi trường bên ngoài tác động rất nhiều. Nên mà em mong rằng anh khi mà bé mà về rồi thì mình cả hai vợ chồng ha, mình nói nhỏ nhẹ cho bé hiểu. Và mong sao thì rằng là biết rằng là mình có cái không có thời gian để nhà để tâm sự cũng như là quan tâm con nhiều. Bởi vì là cuộc sống cơm áo gạo tiền mình phải đi làm để mình lo cho con, đúng không ạ? Thì sau khi mà ngày hôm đấy anh la và anh có tác động tới con thì ngày hôm sau là con bỏ đi luôn, đúng không ạ? Đó là cái nguyên nhân chính, đúng không? Khi mà biết con bỏ đi như vậy rồi thì anh có trực tiếp anh liên hệ với con không? Con có cầm điện thoại đi không?
Có đi cầm điện thoại anh mà. Có liên lạc được không? Liên lạc được mà điện mà đổ chuông nó không nghe máy. Không nghe máy bởi vì tin theo bản thân em nghĩ rằng là bé rất giận cha. Cũng như là bé cũng bị ảnh hưởng ở môi trường bên ngoài, cũng khả năng là bé sẽ có một sự cám dỗ gì đấy bên ngoài. Thật sự đây là một câu chuyện rất là buồn. Anh có cái lời nào anh muốn nhắn gửi tới con gái của anh không? Nói để cho con nó nghe, con nó hiểu cha mẹ hơn để con nó về. Anh nói đi. Thì cũng trước hết thì mình cũng xin cảm ơn đội hiệp sĩ Thanh Hải cũng đã giúp mình để quay video này. Con mình nó có thấy được hoặc là cộng đồng mạng gặp được cháu đâu, xin nhắn về địa chỉ hoặc số điện thoại của cha mẹ hoặc là hiệp sĩ Thanh Hải. Số điện thoại là 0913785858. 0913785858. Dạ, xin chân thành cảm ơn và mong cộng đồng mạng. Anh gửi tâm tư, nỗi lòng của người cha tới con. Anh đang nói chuyện trực tiếp với con. Em tin rằng là con của anh sẽ đang xem cái video này. Anh nói đi, anh gọi tên con của anh ra. Thì mong rằng con có được thấy cái video này thì con về đi. Cha với mẹ gấp mộng con về để cả nhà sum họp. Và hứa sẽ lo lắng và không la gầy con nữa. Chị thẳng thắn chị chia sẻ tới con đây của em mình cũng xin gọi tên con ra. Quỳnh Thị Như Ý, mẹ mong con quay về gia đình, cha mẹ đang mong chờ. Mẹ với cha nhất không bao giờ là con gì nữa, phải thương yêu con. Mẹ đang mong chờ con về dữ lắm. Nhờ anh đội anh hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp gia đình tìm được con ở đâu. Dạ. Mong con sớm quay về với gia đình. Ý ơi, nếu con có xem được cái video này thì chú mong làm sao con hãy quay về để đoàn tụ cùng với gia đình, cũng như là tiếp tục cấp sách đến trường để đi học con nha. Nếu con có buồn chuyện gì về gia đình, cũng như con có một cái khúc mắc gì bên ngoài, có mong muốn và có tâm sự gì thì chú cũng mong con, tuổi của con thì 16 tuổi rồi, thì cũng mong con hãy nhanh chóng về nhà để mà đi học thì sau này mới có tương lai được con nha. Ở môi trường bên ngoài thì tuổi đời của con còn rất nhỏ, con chưa thể biết được ở bên ngoài có rất nhiều cạm bẫy cũng như là cám dỗ. Nên chú mong sao thì con hãy nhanh chóng về nhà con nha. Và thưa quý cô chú anh chị, nếu ai có thấy bé Như Ý trong hình ở đâu thì liên hệ với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để giúp cho bé Ý sớm quay trở về nhà đoàn tụ cùng với gia đình cũng như là đi học. Em rất mong tất cả cô chú anh chị khi mà xem cái video này hãy cùng chung tay góp sức với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các trang mạng xã hội để giúp cho bé Ý sớm được quay trở về. Dạ rồi, thì cái vụ việc của nhà mình thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận. Nhưng anh tắt chuông hộ em cái đi. Nếu vụ gì quan trọng, việc gì quan trọng thì em nghe. Đừng làm ảnh hưởng tới cái cuộc trò chuyện này nhá. Nhưng em cũng mong sao qua cái câu chuyện của nhà mình, em mong sao các bậc làm cha làm mẹ như anh chị dạy dỗ con không nhất thiết phải dùng tay chân. Em cũng xin nữa. Nha. Em cũng xin mình nữa. Phải nói chung là biết rằng là cơm áo gạo tiền, cuộc sống đi kiếm tiền, mình không có thời gian quan tâm con nhiều và không thể hiểu được con muốn gì và cần gì. Lứa tuổi của con nhà mình là 16 tuổi, đang lứa tuổi rất là hiếu động và lứa tuổi rất dễ bị ảnh hưởng ở môi trường bên ngoài và cũng như là tác động từ cha mẹ. Nên em mong sao khi mà con nhà mình về rồi thì anh chị phải bớt chút cái thời gian quan tâm con nhiều hơn, cũng như là chia sẻ lắng nghe con muốn gì và cần gì, và để dạy dỗ cho con một cách tốt nhất. Mình không dùng tay chân, mình dùng lời nói, dùng cái tình cảm của người cha người mẹ để truyền đạt cho con, để cho con thấu hiểu cha mẹ hơn anh chị nhá. Em mong sao là anh chị phải cố gắng nha. Và em cũng mong rằng tất cả quý cô chú anh chị cũng như tất cả các bậc phụ huynh khi mà xem cái video này cũng rút ra một cái điều gì đấy trong cuộc sống, là các bậc phụ huynh phải nên quan tâm con cái nhiều hơn và dạy dỗ con đúng mức, không nên dùng tay chân để mà dạy dỗ con. Mình có thể nói để cho con cái nó hiểu, cũng như là truyền đạt những cái điều hay lẽ phải tới con cái mình, làm sao cho con cái dành cái thời gian, một cái thời gian nào đó để cho
con cái cảm nhận được cái tình thương của cha mẹ, tình cảm của cha mẹ dành cho con để con cái hiểu hơn. Và toàn bộ câu chuyện vừa rồi là một câu chuyện thật sự rất là buồn của các bậc làm cha mẹ khi mà đi tìm con. Thì em rất mong quý cô chú anh chị chung tay góp sức xem và chia sẻ lan tỏa để cho bé Ý sớm quay trở về, cũng như đây là một cái bài học, cũng như là một cái thông điệp truyền tải trong cuộc sống cho tất cả các bậc phụ huynh. Và nếu trong cái câu chuyện này em có lỡ lời nói một cái điều gì mà cô chú anh chị không vui thì cũng rất mong quý cô chú anh chị thông cảm giúp em. Thì toàn bộ câu chuyện này giờ gia đình nhà mình chia sẻ có hoàn toàn đúng với sự thật không? Dạ đúng ạ. Và dạ, cái video này là anh chị lên đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải ghi hình để mà đăng tải lên Tìm Con đúng không ạ? Dạ đúng. Anh chị có đồng ý cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội không? Dạ. Có đồng ý không ạ? Dạ có đồng ý. Và nếu có gì sai trái thì gia đình nhà mình chịu trách nhiệm trước pháp luật nha. Dạ. Và cái video này đã đăng lên là sẽ không bao giờ gỡ. Bởi vì cái video này là một cái thông điệp ý nghĩa truyền tải tới tất cả quý vị khán giả xem. Video này sẽ không bao giờ gỡ. Gia đình nhà mình có đồng ý không? Dạ có. Có tự nguyện cho đăng không ạ? Dạ có. Nếu mà tự nguyện thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải mới đăng, còn không tự nguyện đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ không đăng. Nha. Dạ. Dạ gia đình nhà mình một lần nữa nói to có đồng ý không ạ? Dạ có đồng ý nhờ dạ. Anh hiệp sĩ để mà tìm cháu Như Ý về giúp gia đình. Dạ. Cảm ơn đội hiệp sĩ rất nhiều. Dạ. Và đội hiệp sĩ ở đây là giúp miễn phí. Dạ. Không có lấy tiền lấy bạc gì nha. Dạ. Nên mà em mong rằng là khi mà bé về thì gia đình nhà mình phải có một cái phương án cụ thể hơn để mà dạy dỗ con cũng như là quan tâm con nhiều hơn nha. Thì cuối video này em không biết nói gì hơn để chúc cho anh chị gia đình nhà mình nhiều sức khỏe cũng như sớm nhận được tin vui đó là con gái nhà mình sẽ quay trở về để mà đoàn tụ cùng với gia đình cũng như cấp sách tới trường để học có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Rồi thì em chào anh chị nha. Dạ. Dạ.